Thế thì trước hết ấy, là chúng ta cần phải biết được rằng là tổ tiên có quan trọng hay không. Thế thì tổ tiên thì ai cũng có thể nói đến được. Đấy, nhưng mà nó có quan trọng hay không? Thế và nếu như tôi nói rằng là nó rất quan trọng, và vì nó quan trọng thế nên là mới có hàng 300-400 người tham gia vào cái buổi hôm nay, đúng không ạ? Đấy, nhưng tôi sẽ phải chứng minh rằng là nó quan trọng như thế nào. Thế và vì vậy tôi trả lời cái câu hỏi này bằng các cái nghiên cứu của những người đi trước. Thế và tôi đưa ra đây một vài nhà nghiên cứu nổi tiếng trong khoảng 100 năm qua. Thứ nhất là Leopold Cartier ở trong cái cuốn Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt. Đấy, thì ông cho rằng là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là thứ tôn giáo quan trọng nhất. Đấy là cái cách dùng của ông. Hoặc là một người khác là Paul Zeeland, thì ông đề cập đến phù thuật và tín trong phù thuật và tín ngưỡng An Nam, thì ông nói rằng là kể cả những cái gia đình nghèo nhất thì cũng luôn có một cái không gian thờ cúng tổ tiên. Thế và đấy chính là những cái lý do, và đương nhiên là có rất nhiều các học giả khác cũng đề cập đến cái tầm quan trọng của tín ngưỡng này ở người Việt hay là ở Việt Nam. Thế và vì vậy Đặng Nghiêm Vạn là người sáng lập Viện Nghiên cứu Tôn giáo và cũng là một trong những học giả hàng đầu về nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam, thì trong các cái nghiên cứu của ông thì ông cho rằng là đây là một cái tín ngưỡng quan trọng của và coi nó như là một cái tôn giáo nội sinh của người Việt. Thế và nó như là một cái tôn giáo quốc gia. Đấy. Thế thì đấy, điều đấy nó cho thấy rằng là vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đối với chúng ta cực kỳ quan trọng. Thế và vì nó quan trọng thì chúng ta cần phải tìm hiểu nó là gì. Trước hết chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi đầu tiên, nó là gì, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì tôi xin được đề cập đến cái tín ngưỡng này trên những cái nghiên cứu, trên cơ sở những cái nghiên cứu của tôi đã thực hiện trong khoảng 8 năm vừa qua, là cái bản thảo của cuốn Nhân học tôn giáo. Thế và cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên này thì nó nằm ở trong cái chương 10 là phân loại đối tượng trong Nhân học tôn giáo của tôi, thì bao gồm là thứ nhất là kiêng kỵ, thứ hai là thần thoại, thứ ba là lễ hội, thứ tư là trấn yểm và hiến sinh, thứ năm là tín ngưỡng vật linh, thứ sáu là ma thuật phù thủy, thứ bảy là bùa chú, thứ tám là nghi lễ vòng đời người, thứ chín là tín ngưỡng bái vật, và cuối cùng là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Thế thì có một số câu hỏi của các bạn mà gửi trước cho tôi đấy, thì các bạn hỏi đi hỏi lại đấy, và lặp đi lặp lại một số những cái nội dung là cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên này thì nó liên quan với tín ngưỡng vật linh như với nhau như thế nào. Thế thì đây cũng chính là một cái mục tiêu mà tôi ở trong cái nghiên cứu này thì tôi có lý giải đấy, nó là những cái tín ngưỡng khác nhau, và vì nó khác nhau thế nên là trong phân loại thì chúng tôi tách nó ra. Đôi khi nó có những cái sự hòa trộn, nhưng nó cũng có thể có những cái sự nhầm lẫn, và để tránh đi cái sự nhầm lẫn thì chúng ta phải xác định rõ mỗi cái đối tượng này nó như thế nào. Và đương nhiên là ở trong cái buổi hôm nay thì tôi sẽ chủ yếu là đề cập đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, nhưng mà vì đặt trong một cái nhìn đối sánh nên là tôi cũng sẽ đề cập đến một phần những cái tín ngưỡng khác khi mà nó có liên quan hoặc là nó gây cho chúng ta những cái sự nhầm lẫn. Thế và tất cả những cái yếu tố đối sánh đấy, đấy thông qua các tộc người, rồi thông qua lịch sử Việt Nam, thông qua rồi đối sánh với các nền văn hóa lớn ở trên thế giới qua thời gian và không gian, đấy, thì chúng ta tìm ra được những cái sự tương đồng và dị biệt, thậm chí là những cái sự pha trộn và nhầm lẫn như là tôi đề cập. Thế và để tiếp cận cái câu hỏi mà lúc nãy chúng tôi đã đặt ra ở trong năm cái câu hỏi ở phần đầu, thì nguồn gốc tục thờ cúng tổ tiên là như thế nào? Thế thì có người nói rằng là nó bắt nguồn từ vật tổ chăng? Có người nói rằng là chúng ta bắt nguồn từ tín ngưỡng này bắt nguồn từ Trung Quốc chăng? Vân vân, có rất là nhiều giả thuyết đặt ra. Và có phải là nó dựa trên một tôn giáo nào đấy du nhập vào Việt Nam chăng? Thế thì tất cả những cái điều đấy là chúng ta sẽ phải lý giải. Thế và theo như nghiên cứu của chúng tôi cho đến giai đoạn hiện nay thì chúng tôi có thể đưa ra một cái gọi là tóm lược nhất là cái sự tôn kính người chết ở trong tiếng Anh, nó là veneration of the dead, là sự tôn kính. Chính cái sự tôn kính này nó khiến cho chúng ta có cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Thế và cái điều này không chỉ có ở Việt Nam mà nó có ở hầu hết các nền văn hóa ở trên thế giới. Và tại sao lại như vậy? Là bởi vì đối với chúng ta, ông bà cha mẹ, những cái người thân yêu mà ra đi, thì đấy chính là cái tình yêu, đấy chính là cái sự kính trọng
Và đấy chính là cái nỗi nhớ thương của chúng ta đối với người đã khuất. Bởi vì khi sống thì chúng ta sống cùng với nhau, đúng không ạ? Khi mà chia xa, một người phải rời xa vĩnh viễn, thì đấy chính là những cái mà nó đã tác động đến tâm hồn của chúng ta và khiến cho chúng ta tôn kính người chết. Thế và không chỉ có bây giờ mà rất xa xưa nó đã có cái tín ngưỡng này rồi. Thế và nó liên quan đến cái niềm tin rằng là người chết tiếp tục tồn tại ở thế giới bên kia, thì ở đấy chính là cái phần hồn. Thế và ở trong một cái poster mà chúng tôi đưa lên trên Facebook cách đây khoảng 2 ngày thì tôi có đề cập đến quan niệm này. Thế và tôi có chú thích cả bằng tiếng Hán lẫn tiếng Anh. Thế rồi là tôi đề cập đến cả bà cô ông Mãnh hay là con ranh vân vân ở trong một phần, tôi cắt một phần ở trong cái nội dung của cái bản thảo nhân học tôn giáo của tôi ở cái chương này. Thế thì đề cập đến linh hồn hay là vong linh của người đã khuất. Thế thì chính cái niềm tin, cái đức tin rằng là người chết không phải là chết, không phải là ra đi vĩnh viễn, không còn lại gì nữa, mà nó thông qua cái niềm tin rằng là cái linh hồn thì vẫn còn lại, thế còn thể xác thì tiêu vong. Và chính cái niềm tin rằng là linh hồn còn lại nên nó mới có các cái tập tục thờ cúng hay là dỗ mà như chúng ta thấy ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Và nó đều dựa trên cái việc tôn kính người chết. Thế và ở đây là tôi đưa một vài cái hình ảnh mang tính chất rất là tượng trưng vậy ạ. Ở cái hình giữa là cái ảnh Phạn Hàm. Thế thì người chết thì thường là được đưa đồng tiền, đặt đồng tiền vào mồm trong văn hóa Việt Nam. Thế là trong văn hóa phương Tây thì đặc biệt là thông qua các cái nghiên cứu về cận tử thì người ta nói rằng là cái linh hồn thì nó sẽ rời thể xác khi mà chúng ta chút hơi thở cuối cùng. Thế và thậm chí là trong thời cổ đại, ở thời cổ đại thì trong một cái bộ phim, ở đây là tôi cắt ra từ cái bộ phim Thành Troy đấy, hay là khi mà Asin chết thì cũng được đặt một cái đồng tiền, hai cái đồng tiền ở trên mắt. Thế và trong một cái bài talk ở gần đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường thì ông cũng tìm ra được một số những cái di cốt của người cổ thì người ta có đặt hai cái con ốc ở trong mắt. Thế thì cái tín ngưỡng, cái sự kính ngưỡng, cái sự tôn kính người chết thì nó đã có từ rất xa xưa. Thế và chúng ta có thể thấy rằng là nó đã có từ nhiều nghìn năm rồi. Thế và chúng ta có một cái câu hỏi thứ hai là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thuần Việt hay du nhập. Thế thì ở cái slide trước thì tôi có đề cập đến là cái tín ngưỡng này nó đã có từ rất lâu đời, nhưng mà nó lâu đời như thế nào? Thế thì cái lâu nhất mà trên các cái hiện vật khảo cổ, các nhà khảo cổ học ở trên thế giới người ta tìm ra thì ít nhất là từ thời đồ đá, người ta đã tìm thấy phấn hoa ở trên các cái bộ hài cốt ở trong các cái chỗ mai táng. Thế và có nghĩa rằng là người ta đã đặt hoa lên trên cái xác của người chết. Thế thì ít nhất là từ thời đồ đá nó đã có cái tín ngưỡng đấy rồi. Thế và vì vậy nó không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta du nhập văn hóa Trung Hoa thì chúng ta mới thờ cúng tổ tiên, mà thực ra nó đã có từ trước rồi. Đấy. Tuy nhiên là vì Việt Nam chúng ta sống ở bên cạnh Trung Quốc là một cái nền văn minh rất lớn, nên khi văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam thì cái sự quy củ, cái sự bài bản của văn hóa Trung Hoa nó đã trộn lẫn cùng với lại là cái tín ngưỡng bản địa của chúng ta để hình thành nên một cái tín ngưỡng hay là một cái văn hóa gia đình như là chúng ta thấy hiện nay. Thế thì ở đây tôi khoanh tròn cái từ kính tổ là vì là nó cùng với lại cái chữ Hán ở bên cạnh đấy ạ. Thế và cúng bái tổ tiên, cái tôn kính tổ tiên và cái sự cúng bái tổ tiên thì người ta gọi là bái tổ. Một bên là kính tổ và một bên là bái tổ. Thế thì cái kính tổ này nó cũng giống như là cái veneration ở trong tiếng Anh mà tôi đã đề cập ở đến slide trước. Thế và cái bái tổ ấy thì chính là cái hoạt động mà chúng ta gọi là cúng bái như là ngày hôm nay. Thế và điều đấy là để tôn vinh và ghi nhớ những cái đời sống hay là những cái hành động của người đã khuất. Và đây cũng là một cái cách để mà chúng ta báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên và báo đáp công ơn. Đấy. Và vì vậy, có một bạn có đặt câu hỏi cho chúng tôi là tại sao lại dỗ năm đời, thì lát nữa thì chúng tôi sẽ trả lời ở trong cái phần thảo luận. Thế và chúng ta có thể thấy là có gia đình thờ dỗ, làm dỗ 1, 2, 3 đời,
Thế và nhiều gia đình cũng thờ đến 5 đời, thế thậm chí có thể nhiều hơn nữa, nhưng mà cái trường hợp đấy rất là hiếm. Nhưng mà hầu hết là đều là 5 đời trở lại. Thế và tại sao lại có cái hoạt động như vậy? Tại sao lại có những cái hoạt động thờ cúng như vậy? Thì đấy chính là cái sự ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa, hay ở cái tục kính tổ hay là cái tục bái tổ ở đây. Đấy, và cái thờ cúng 5 đời thì nó cũng là có những cái quy định riêng. Tương tự như vậy thì ở trong văn hóa Ấn Độ thì khi một người qua đời ấy, thì người ta cũng để tang đến 13 ngày, thì cũng có một cái nghi lễ gọi là Shraddha, và một năm sau thì người ta thực hiện cái lễ Tapan. Thế và cái nghi lễ này thì nó giống như là cái ngày giỗ của chúng ta. Thế và nó cũng trên cái cơ sở là cầu nguyện cho linh hồn của tổ tiên, và cũng có cái niềm tin rằng là linh hồn tổ tiên sau khi rời thể xác thì vẫn còn tồn tại. Thế và điều đấy cho thấy rằng là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của chúng ta có thể nó có nó đã có từ rất lâu, nhưng khi chúng ta ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa và văn hóa Ấn Độ ấy, thì chúng ta có những cái sự cải biến ấy, và thích nghi, để cuối cùng thì chúng ta thấy một cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên như ngày hôm nay. Thế và trên thực tế thì những cái yếu tố du nhập ở bên ngoài thì không nhiều thì ít, nó đều có cái sự pha trộn hay là có cái sự thích nghi của văn hóa bản địa để tạo nên cái mà chúng ta gọi là giao thoa văn hóa. Hình như là cái cách lý giải của giáo sư Trần Quốc Vượng thì ông nói rằng là giao thoa ở đây ấy, là nó là cái sự ảnh hưởng từ nền văn hóa lớn đến nền văn hóa nhỏ, nhưng mà trên thực tế thì nền văn hóa nhỏ cũng có ảnh hưởng đến nền văn hóa lớn. Thế thì những cái yếu tố đấy chúng ta sẽ thấy ở trong cái sự đối sánh ngay sau đây. Thế và khi mà chúng ta đối sánh với không chỉ là Việt Nam với Trung Hoa hay Ấn Độ ở châu Á, thì chúng ta có thể đối sánh với lại là các châu lục khác, ví dụ như là Ai Cập ở châu Phi hay là La Mã ở châu Âu, thì chúng ta thấy cũng có nhiều những cái yếu tố khá là tương đồng với lại là văn hóa Việt Nam của chúng ta. Chẳng hạn như là người dân Ai Cập thì người ta cũng có một cái niềm tin rằng là sau khi chết thì cái linh hồn của con người tiếp tục sống ở thế giới bên kia. Thế và vì vậy mới có những cái ngôi mộ mà chúng ta gọi là kim tự tháp, nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Dĩ nhiên là kim tự tháp thì dành cho các vị pharaoh, các vị vua, chứ còn người dân thì họ cũng sẽ có những cái ngôi mộ nhỏ hơn của họ. Thế và vì vậy mà nó được xây dựng như là những cái ngôi nhà của người sống. Thế và đặc biệt là các nhà khảo cổ còn tìm ra được những cái kho báu mà ở trong đấy có rất là nhiều đồ tùy táng bằng vàng và tồn tại qua nhiều nghìn năm như vậy. Thế và thêm một yếu tố nữa để chứng tỏ rằng là người Ai Cập tin là linh hồn có thể tồn tại là tục ướp xác. Thế thì ướp xác là một cái cách để bảo quản xác chết, để cho cái linh hồn thì trong văn hóa Ai Cập người ta gọi là ka của người đã khuất có thể quay lại và nhận lễ vật từ những cái thứ mà khi mà họ còn sống. Thế và cái tục ướp xác này mặc dù là rất nổi tiếng ở Ai Cập, nhưng không có nghĩa rằng là chỉ có Ai Cập mới có. Chúng ta cũng phát hiện ra ở Trung Quốc và thậm chí ở Việt Nam. Hay chẳng hạn như là có một số cái pho tượng rất là nổi tiếng là pho tượng xác ướp của thiền sư Nguyễn Khắc Minh và thiền sư Nguyễn Khắc Trường ở Chùa Động. Đấy, và bây giờ thì nó là bảo vật quốc gia. Thế nên là nếu mà chúng ta đến thăm thì chúng ta chỉ nhìn được thông qua cái hòm kính thôi. Và nếu như chúng ta đối sánh với La Mã thì chúng ta sẽ thấy rằng là người La Mã cũng hỏa táng thi thể của người chết, như là cái hình ảnh của Asin mà tôi đã đề cập đến ở cái slide trước. Thế và tro thì được đặt trong các cái lăng mộ ở bên ngoài thành. Thế và phần lớn thời gian của tháng 2 thì người ta dành cho cái lễ thanh tẩy. Tôi nghĩ rằng là nó cũng hơi giống như một số cái nghi lễ của Việt Nam hay là của Trung Quốc cùng với cầu an. Thế và tất cả cái hoạt động đấy cũng đều thể hiện cái sự tôn kính người chết. Thế và cái chữ veneration hay là cái chữ kính tổ hay là cái chữ tôn kính ở đây nó sẽ là một cái yếu tố nó lặp đi lặp lại, mà chúng ta sẽ thấy khi nói đến tổ tiên thì sẽ nói đến cái sự tôn kính đấy. Thế và đặc biệt là vào cái lễ hội 9 ngày người ta gọi là Parentalia thì là cái lễ hội để cho các gia đình tôn vinh tổ tiên của họ. Đấy là trong văn hóa La Mã. Thế và lễ hội ngày xưa thì cũng có hiến tế, cũng giống như ở Việt Nam của chúng ta. Và cái sự hiến tế đấy là dâng lên linh hồn của những người đã khuất để cầu cái sự phù hộ.
Thế thì ở đây thì chúng ta cũng thấy rất là giống Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Nó có thể là khác về mặt vật phẩm nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì khá là giống nhau. Thế và nghĩ rằng là trong một vài hôm nữa thì là trong gia đình chúng ta ai cũng có một cái mâm cúng, và trong cái mâm cúng đấy thì nó có con gà, thì đấy chính là cái con vật hiến tế. Hay là ở trong cái phần lúc nãy mà tôi nói trong 10 phân loại là 10 cái đối tượng nghiên cứu trong dân học tôn giáo thì nó nằm ở hiến tế. Đấy, thì đấy cũng là một loại tín ngưỡng khác nhưng mà chúng tôi không đề cập đến ở trong cái buổi hôm nay. Thế và để trả lời cái câu hỏi thờ cúng tổ tiên có từ bao giờ thì chúng ta có thể trả lời là không phải từ Trung Quốc, cũng không phải từ Ấn Độ, mà nó ít nhất là đến từ thời đồ đá ở rất nhiều nền văn hóa. Thế và ở đây thì loài người, các nền văn hóa từ thời cổ đại đã tiến hành các cái nghi thức dành cho người chết, và cái phấn hoa chính là cái mà các nhà khảo cổ học đã sử dụng để mà xác định cái niên đại của các cái tín ngưỡng đấy. Thế và ở Việt Nam thì từ đầu đến giờ thì chúng ta nói đến người Việt hay là người Kinh là chính. Thế nhưng mà chúng ta cần phải có sự đối sánh á, bởi vì là Việt Nam chúng ta có 54 tộc người. Thế thì văn hóa của người Kinh hay là của người Việt là nổi trội nhưng mà không thể thay thế được. Và nó cũng có nhiều khác biệt. Thế và tại sao rất nhiều người trong chúng ta đều nghĩ rằng là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thì ảnh hưởng từ Trung Quốc? Đó là vì chúng ta sử dụng chữ Hán. Chúng ta biết rằng là đến đầu thế kỷ 20 thì chúng ta mới sử dụng cái bộ chữ Quốc ngữ. Thế còn trước đấy là chúng ta sử dụng chữ Hán, chữ Nôm. Thế và vì vậy, khi mà chúng ta thấy ở trên bàn thờ toàn chữ Hán thì chúng ta đều nghĩ rằng là nó đến từ Trung Quốc, nhưng mà không phải vậy. Trên thực tế là cái yếu tố bản địa hay là cái yếu tố Đông Nam Á nó rất mạnh, mà chúng tôi sẽ lý giải ở trong cái phần sau. Thế thì cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt mặc dù là có ảnh hưởng từ văn hóa Hán hay là từ Trung Hoa, nhưng trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái sự kính ngưỡng mà hay là cái chữ veneration mà tôi đã đề cập đến thì nó có ở tất cả các văn hóa tộc người. Ở đây thì tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Đấy, như là đây là cái một cái nhà mộ ở Bảo tàng Dân tộc học, thì chúng ta có thể thấy đây là cái nhà mộ của người Cơ Tu, ở dưới này là có mấy cái quan tài. Đấy, và cái quan tài thì họ để lộ thiên. Thế thì cái việc là họ xây những cái nhà mộ rất là đẹp và những cái quan tài hình đầu hình hình trâu rất là đẹp thì cũng thể hiện, cũng là một cái sự thể hiện cái sự kính ngưỡng của họ, của người Cơ Tu đối với tổ tiên. Tương tự như vậy thì Tày, Mường, Thái rất nhiều là nhiều tộc người sống bên cạnh người Việt, người Kinh, nhưng mà họ vẫn giữ cái sự kính ngưỡng tổ tiên theo cách riêng của họ. Thế và trên Tây Nguyên thì như chúng ta biết là có cái lễ bỏ mả. Thế và lễ bỏ mả của các tộc người ở Tây Nguyên thì mặc dù gọi là bỏ mả hay là bỏ ma đấy, đấy, nhưng cái sự kính ngưỡng tổ tiên của họ thì không thay đổi. Họ có thể làm giỗ hoặc không làm giỗ, nhưng cái sự kính ngưỡng là luôn luôn tồn tại ở trong các nền văn hóa. Và đấy là lý do vì sao mà tôi mới khẳng định rằng là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt nó có yếu tố bản địa, và cái yếu tố bản địa ở đây là yếu tố bản địa Đông Nam Á. Mặc dù là cái lớp văn hóa Hán hay là lớp văn hóa Trung Hoa nó phủ ra bên ngoài rất là dày. Thế và trong một cuốn sách của giáo sư Gabor Vazquez xuất bản năm 2018 thì ông có đề cập đến những cái yếu tố này. Đây là tên cuốn sách ạ. Chúng ta có thể gõ là Bất chấp định mệnh, và tên của ông là Vazquez Gabor, thì chúng ta sẽ thấy một số cái nội dung liên quan đến cái cuốn sách này. Tuy nhiên là tôi không đề cập đến cuốn sách mà tôi đề cập đến ba cái từ khóa là thần linh, tổ tiên và thầy cúng. Nó xuyên suốt cái tác phẩm này của ông. Và ông là một trong những người, những nhà nghiên cứu phương Tây mà có cái thời gian nghiên cứu ở Việt Nam lâu nhất. Trong số các nhà dân tộc học thì người nghiên cứu lâu nhất là Jacques Condillac, và người lâu thứ nhì là ông này. Thế và ông đề cập đến thần linh, tổ tiên và thầy cúng. Đây là ba cái thành tố mà nó tạo nên cái tín ngưỡng bản địa của người Việt hay là của các tộc người ở Đông Nam Á, đặc biệt là các tộc người thuộc nhóm Môn Khmer. Đấy, đấy là lý do vì sao mà tôi đưa ra cái hình ảnh này, để cho chúng ta thấy rằng là nó cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta chỉ nói đến tổ tiên mà chúng ta không đề cập đến thần linh và thầy cúng, thế thì có thể là chúng ta sẽ bị thiếu. Thế và trong cái cuốn sách này thì ông lý giải rất rõ cái điều đấy. Cái trưng bày này là được thực hiện ở Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội.
Và sau đấy thì trưng bày, trước đấy thì trưng bày ở một số nước như là ở Đức rồi ở Pháp rồi ở một số quốc gia châu Âu. Thế và sau đấy thì trưng bày ở Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội, bảo tàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế và cuối cùng thì được đưa về Khe Sanh. Thì đây là cái ảnh mà tôi chụp ở Khe Sanh. Thì khi mà cái bộ sưu tập của bảo tàng này của ông được trưng bày vĩnh viễn ở Khe Sanh. Và nếu như chúng ta đi lên Khe Sanh thì chúng ta có thể ghé thăm cái tòa nhà gọi là nhà văn hóa, nhưng mà nó giống như một cái bảo tàng rất là lớn, xây từ cách đây khoảng 20 năm mà xây rất là lớn đến 20 tỷ do chủ tịch nước tặng, nên là nó là một cái tòa nhà rất là đẹp và chúng ta có thể tham quan được ở bên trong. Thế và những cái yếu tố mà liên quan đến thần linh tổ tiên và thầy cúng đấy, nó chính là những cái mà nó có thể dẫn đến cho chúng ta những cái sự pha trộn hay là cái sự nhầm lẫn. Thế thì quay trở lại với lại một câu hỏi của các bạn đã gửi cho tôi là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thì nó có liên quan đến tín ngưỡng vật linh hay không? Thì ở đây tôi cho rằng là nó có ảnh hưởng, nhưng mà nó ảnh hưởng rất gần đây. Thế và trong cái đường link mà chúng tôi gửi lên trang của Midnight Talk cách đây vài ngày thì tôi có đưa full cái bài cái cuốn sách này. Cái cuốn sách này thì là có cái chương đầu tiên là chương của tôi viết về animism ở Việt Nam, tức là tín ngưỡng vật linh đấy. Cái từ này thì tôi để nguyên tiếng Anh là bởi vì là có người thì dùng là vật linh, hay là giáo sư Đặng Nguyên Vạn thì ông dùng là vạn vật hữu linh. Đấy. Thế thì nếu nhà chúng ta gọi tắt thì chúng ta cứ gọi là vật linh cũng được. Thế thì tín ngưỡng này là cái gì cũng có linh hồn, cái gì cũng thiêng cả. Đấy, và vì vậy Đặng Nguyên Vạn gọi là vạn vật hữu linh. Thế và trong tiếng Anh nó là animism. Thế và chúng ta thấy đôi chút là trong các cái nghi lễ hiện nay chúng ta đốt vàng mã, chúng ta đốt quần áo, rồi chúng ta đốt nhà, đốt xe, đốt tiền đấy, cho người thân, đấy, cho ông bà, trong các cái lễ hóa vàng đúng không ạ? Thì đấy nó là tín ngưỡng vật linh hay là animism. Nhưng mà trên thực tế thì trước đây ấy, thì nó không 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 giống như thế. Trước đây thì chỉ là một số những cái rất là tượng trưng. Thế và cái sự kính ngưỡng ông bà tổ tiên nó rất khác. Và trong quá trình phát triển và trong lịch sử của Việt Nam chúng ta, của văn hóa Việt Nam, thì cái tín ngưỡng này nó du nhập thêm đạo giáo của Trung Hoa, và vì vậy nó mới có cái hình nhân thế mạng, hay là nó mới có cái vàng mã như là chúng ta thấy hiện nay. Lát nữa thì ở cái phần thảo luận thì chúng tôi sẽ đề cập kỹ hơn. Thế và trong thời hiện đại thì không chỉ là vàng mã như là trong tác phẩm Truyền Kiều của Nguyễn Du, thì ông có đề cập đến là thoi vàng bó rắc cho tiền giấy bay, tức là ngày xưa người ta chỉ đốt vàng mã, tức là một số cái đồng tiền tượng trưng, cũng giống như là cái việc là người ta đặt tiền vào mắt, vào cái hốc mắt của người đã khuất. Đấy thì người ta có thể là đốt vàng mã hay là đốt quần áo cho người đã khuất, đấy một cách rất là tượng trưng. Nhưng mà bây giờ ấy, thì với cái quan niệm của người Việt là trần sao âm vậy, thế nên là người ta mới đốt thêm rất là nhiều thứ, nhà lầu xe hơi rồi ngân hàng biệt thự ấy, thậm chí là có người nói rằng là đốt biệt thự xong rồi thì vẫn còn thiếu sổ đỏ, thế thì lại phải đốt thêm sổ đỏ, vân vân. Thế thì đấy chính là những cái yếu tố mà nó rất là hiện đại hiện nay. Thế mà chúng tôi sử dụng một cái lý thuyết mới gọi là lý thuyết sáng tạo truyền thống để chúng tôi lý giải. Thế và trong cái bài này thì tôi có đề cập rất là kỹ đến cái yếu tố đấy. Thế và một câu hỏi nữa, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì đây là câu hỏi thứ ba, là đặc trưng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam là gì? Thế thì tôi đưa ra đây ba cái đặc trưng căn bản nhất. Thứ nhất, nó là đặc trưng Đông Nam Á, như là tôi vừa đề cập. Thứ hai là cái đặc trưng giao thoa hoa ấn. Thế và cái giao thoa hoa ấn này nó không chỉ là ảnh hưởng đến tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta, mà trong rất rất nhiều thành tố. Nhiều đến cái mức là khi mà người Pháp khai thác và đặt tên cái thuộc địa Đông Dương, bao gồm là Việt Nam, Lào và Campuchia đấy, thì họ đặt một cái tên Đông Dương là Indochina. Thế thì cái Indochina này thì chính là hoa ấn. Thế và cái sự giao thoa của Trung Hoa và Ấn Độ ở Việt Nam nó đậm đặc đến cái mức là người Pháp đã đặt tên cho Liên bang Đông Dương là Indochina. Thì đây là một cái đặc trưng cực kỳ quan trọng ở trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam đấy, và rất nhiều thành tố văn hóa khác. Và cái đặc trưng thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, và lát nữa thì tôi sẽ đưa ra các ví dụ,
Thì thực ra các cái ví dụ thì tôi cũng đã đề cập khá là nhiều ở trong cái cuốn tập 4 các vị tổ hay là cái cuốn tập 2 các vị thần ở đây là đặc tính nguyên hợp. Ở trong tiếng Anh thì người ta gọi là syncretism, và nếu như là chúng ta dở từ điển tiếng Việt thì cái thuật ngữ syncretism từ điển Anh Việt hay là Việt Anh thì syncretism thì được thường là hay được dịch ra là hổ lốn hay là thuyết hổ lốn. Thế thì cái nghĩa là hổ lốn thì nó cũng không có sai. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là nó có vẻ như là hơi tiêu cực. Thế và giáo sư Đinh Gia Khánh thì ông dùng một cái từ rất là hay, rất là học thuật, là ông gọi là nguyên hợp. Tức là nó kết hợp, nó tích hợp nhiều những yếu tố khác nhau. Đấy, nó trộn lẫn với nhau, đấy, tạo ra một cái mới. Thế thì cái đặc tính này là vô cùng quan trọng ở trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt nói chung và trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam. Thế và chính cái điều đấy nó gây nên những cái sự pha trộn hay là nhầm lẫn như là tôi có đề cập từ đầu đến bây giờ. Thế và sau đây thì tôi sẽ đưa ra một vài những cái nhầm lẫn đấy để cho chúng ta có thể thấy rõ là không chỉ là những cái thờ cúng hay là những cái tín ngưỡng ở trong gia đình ấy, mà thậm chí là có những cái pho tượng khổng lồ họ vẫn có thể nhầm lẫn như thường. Thế thì ở đây là cái mục lục của cuốn tập 4 của cuốn tập 2 thì tôi đề cập đến các vị thần như là thần đất, thần bếp, thần tài vân vân. Thế và ở đây thì tôi khoanh tròn hai cái vị thần là thần tài và Di Lặc, là hai vị rất là quan trọng mà chúng ta thấy ở khắp nơi từ Bắc chí Nam, nhưng mà rất nhiều người nhầm lẫn. Thế thì cái sự pha trộn và nhầm lẫn này là do đâu? Thì ở đây thì tôi sẽ chỉ ra một vài cái sự nhầm lẫn đấy. Ở đây là cái sự nhầm lẫn do cái mà tôi gọi là đặc tính nguyên hợp, hay là một trong những cái đặc trưng của tín ngưỡng Việt Nam, cái syncretism này. Thế thì lúc thì người ta gọi là thần tài, lúc thì người ta gọi là Di Lặc. Và tại sao lại là Di Lặc và tại sao lại là thần tài khi mà chúng ta nhìn vào các cái pho tượng này, và làm cách nào để chúng ta có thể phân biệt được? Thế thì với những cái nghiên cứu mà cách đây khoảng 20 năm trở lên thì chúng ta sẽ hầu như là không thấy các vị thần tài như thế này. Thế nhưng mà trong khoảng 20 năm trở lại đây thì chúng ta thấy rất nhiều những cái vị thần tài như thế này. Thế và vị thần tài này thì có mặt cười, rồi có bụng to, và đặc biệt đấy là để cho chúng ta có thể xác nhận rằng đây là thần tài là vì là pho tượng này cầm trong tay cái thoi vàng. Thế và vì là tiền và vàng thì liên quan đến đến thần tài, thế nên là người ta xây hay là người ta đặt những cái pho tượng này thì người ta gọi là thần tài. Thế và làm cách nào để cho chúng ta phân biệt được giữa thần tài với Di Lặc? Chẳng hạn những cái pho tượng ở giữa này, nếu như bây giờ chúng ta gõ lên trên Google và chọn hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây còn được gọi là pho tượng Lục Tặc. À, thế thì ở trong cái cuốn tập 1 của tôi thì tôi cũng có đề cập đến Lục Tặc. Đấy, thì đây là sáu cái loại giặc mà nó quấy rối cái con đường tu của một nhà tu hành. Đấy, và cụ thể ở đây là một vị Phật. Đấy, nhưng mà ở đây đấy thì người ta lại nhầm là người ta đặt vào tay pho tượng này cái thoi vàng. Đấy, và vì vậy rất nhiều người mua cái pho tượng Lục Tặc này. Đấy, và thực chất là nguồn gốc của nó là pho tượng Di Lặc. Đấy, về đặt vào cái vị trí của thần tài. Thế và vì vậy chúng ta có thể xác định được tất cả những cái pho tượng nào mà cầm trên tay cái thoi vàng này thì đều là tượng thần tài, cho dù là nó có giống tượng Di Lặc bao nhiêu. Thế và cái ảnh mà tôi chụp, tôi đặt ở dưới cùng này là được chụp ở trên núi, và đây là một pho tượng khổng lồ ở Đà Nẵng, rất là lớn, nhiều tỷ. Nhưng mà với cái pho này người ta vẫn đặt nhầm, và trên tay của pho tượng Di Lặc này cũng cầm cái thoi vàng. Thế và tại sao chúng ta lại có thể phân biệt được? Thì đây chính là pho tượng Di Lặc cổ nhất. Mà đây tôi chỉ giới hạn là cái pho tượng Di Lặc béo hay là Di Lặc Bố Đại Hòa Thượng, là một vị Di Lặc mà được hình thành ở trong nền văn hóa Trung Hoa. Thế và ở trong cái trong sách tập 2 thì tôi có lý giải rõ tại sao nó lại biến từ một vị Di Lặc mà nghiêm nghị, nghiêm trang và thân hình gầy gò ở trong văn hóa Ấn Độ mà lại biến thành vị Di Lặc béo này ở Trung Hoa, hay là Di Lặc hay người ta gọi là Phật cười, hay là người ta gọi là Bố Đại Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng túi vải. Thì ở
cái bàn tay phải của ông ấy đặt lên ở đây là chính là cái túi vải đấy. Thế còn cái tay còn lại thì ông cầm chẳng hạn. Thì đây là cái vật biểu tượng mà chúng ta có thể phân biệt được một bên là tượng thần tài và một bên là tượng Di Lặc. Thế thì điều đấy cho thấy rằng là nếu như chúng ta không thông qua một cái bộ lọc trí tuệ thì chúng ta hoàn toàn có thể nhầm lẫn bất cứ lúc nào, kể cả với những cái pho tượng rất là lớn và đầu tư nhiều tỷ đồng như là tôi đề cập đến ở cái slide trước, đúng không ạ? Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải tìm hiểu tất cả những yếu tố đấy. Thế và ở cái câu hỏi không biết là câu hỏi thứ tư hay là câu hỏi cuối cùng ấy, thì chúng ta đề cập đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hiện nay. Thế thì các cái vấn đề bất cập hiện nay là gì? Nó có rất nhiều những bất cập. Đấy, mà đây là tôi chỉ lấy một vài những cái ví dụ thôi. Thế còn trên thực tế thì có rất nhiều bất cập, và tôi nghĩ rằng là trong cái phần thảo luận, trong cái phần câu hỏi các bạn đưa ra thì cũng đã có rất nhiều những cái yếu tố mà chúng tôi đang đề cập đến ở đây. Là thứ nhất là các yếu tố bản địa, nó kết hợp với các yếu tố du nhập từ Nho giáo, Đạo giáo ở Trung Quốc hay là Tôn giáo của Ấn Độ, nó hình thành nên. Thứ hai, nó là cái sự pha trộn và sự nhầm lẫn trong bối cảnh cảnh hiện nay. Đấy. Và chúng ta biết rằng là mặc dù là văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta thờ cúng tổ tiên, thế rồi là chúng ta làm tang ma cho ông bà cha mẹ. Đấy. Nhưng hiện nay thì có một cái cuốn sách ảnh hưởng rất là lớn đến các cái nghi lễ tang ma đấy là Tử Thư Tây Tạng. Thế và chúng ta biết rằng là người ta lý giải là cái giai đoạn thân trung ấm hay là cái giai đoạn mà con người rời thể xác, linh hồn rời thể xác như thế nào, nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý từng phần một chết đi ra sao, thì đến từ cái cuốn Tử Thư Tây Tạng, và cũng có cả cái cuốn Tử Thư Ai Cập đấy. Thế thì những cái yếu tố pha trộn đấy ở trong cái bối cảnh hiện nay nó tạo nên những cái sự pha trộn và cả những cái sự nhầm lẫn, và nếu như chúng ta không tìm hiểu kỹ, chúng ta không thông qua một cái bộ lọc trí tuệ thì chúng ta hoàn toàn có thể là bị nhầm lẫn. Thứ ba là chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái đám tang vừa có ảnh Phật nhưng mà lại có tấu nhạc, nhạc Tây, nhạc ta, và thậm chí là còn có múa thoát y. Đấy, chúng ta có thể gõ ở trên Google cái từ khóa là múa thoát y trong đám tang thì sẽ thấy rất là nhiều những cái đám tang mà có múa thoát y. Thế và tôi cũng khi mà tôi xem được những cái bài báo đấy thì tôi có hỏi thầy thơ. Đấy thì lát nữa thì nếu mà thầy thơ có thể là giải thích thêm cho chúng ta về cái múa thoát y ở trong các cái đám tang đấy. Thế và thứ tư là những cái sự nhầm lẫn về quốc tổ hay là dỗ tổ. Thế thì cái điều này ấy là nó khiến cho chúng ta nhầm lẫn. Thế thì cái tổ tiên ông bà mà chúng ta thờ ở nhà hay là một cái vị được gọi là quốc tổ ở trên đền Hùng, nó giống nhau hay là khác nhau? Hay là chúng ta có thờ quốc tổ ở nhà hay không? Chúng ta tôn kính ông bà tổ tiên, vậy thì chúng ta có thờ quốc tổ ở nhà hay không? Thế và nếu như thờ quốc tổ thì chúng ta thờ một vị hay là ba vị? Bởi vì là ngoài Hùng Vương thì chúng ta cũng còn biết đến là Lạc Long Quân hay là Kinh Dương Vương, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà nếu như là chúng ta cứ tiếp tục mà tìm hiểu như thế, theo cái cách như thế, đấy thì ở trong cái cuốn tập 4 của tôi thì tôi có đề cập đến là nếu như chúng ta căn cứ vào là Lạc Long Quân là cha đẻ của Hùng Vương, rồi là Kinh Dương Vương là cha đẻ của Lạc Long Quân đấy, và Kinh Dương Vương thì lại là con của Đế Lai, cháu của con của Đế Nghi, cháu của Đế Lai, rồi là cháu ba đời của Viêm Đế Thần Nông, thì hóa ra tổ tiên xa xưa lại là người Trung Quốc, thì cái điều đấy là nó phi lý. Và nó phi lý như thế nào thì trong một cái nghiên cứu mới nhất ở trong cái cuốn sách bìa bên cạnh đấy, thì tôi và giáo sư Lem Kali ở Đại học Hawaii thì chúng tôi có lý giải những cái điều đấy. Và cái bài này thì chúng tôi tách ra cái chương của mình để đưa ra cái đường link, và tôi có gửi cho các bạn ở Midnight Talk, thì chúng ta có thể download những cái đường link đấy để thông qua cái đường link đấy để lấy cái bài này. Thế và một cái loại tổ nữa chúng ta cũng hay nghe nói đến là tổ nghề. Đấy, thế thì có rất là nhiều tổ nghề ở miền Bắc. Thế nhưng mà một trong những cái vị tổ nghề mà nổi tiếng nhất hiện nay mà bây giờ vẫn chưa biết là ai, là tổ nghề mà khi mà Hoài Linh xây xong một cái đền thờ, một cái nhà thờ 100 tỷ ấy, và sau đấy thì là hàng vẫn tranh cãi là chưa biết tổ là ai. Đấy, bởi vì là
Và sau đấy thì người ta có tìm ra một cái văn bản, thì ở cái slide sau tôi sẽ chiếu cái văn bản đấy lên. Thế rồi là chúng ta lại có một cái loại nữa là vật tổ. Thế thì chúng ta ngoài thờ tổ tiên thì chúng ta có thờ quốc tổ hay không? Chúng ta có thờ tổ nghề trong nhà hay không? Rồi chúng ta có thờ vật tổ hay không? Và một số bạn đặt câu hỏi cho tôi rằng là vật tổ thì có liên quan gì đến tổ tiên của chúng ta hay không? Thế thì riêng cái câu về vật tổ này thì tôi xin trả lời luôn để không quay trở lại nữa. Đấy, mà lát nữa thì tôi có thể chỉ đưa ra một số ví dụ thôi. Thế thì cái vật tổ của người Việt mà nói là chim lạc đấy. Đấy thì ở trong cái cuốn sách mà tôi đưa bìa lên ở đây thì chúng tôi lý giải là nó là không đúng. Nó là cái sự nhầm lẫn của cái thuyết vật tổ hay là cái totemism. Đấy, và cái này thì đã được chứng minh từ cách đây 6-70 năm rồi. Đấy, và trên thế giới thì bây giờ không ai người ta dùng cái thuyết vật tổ này nữa. Thế và bản thân cái con chim lạc mà chúng ta gọi là vật tổ của người Việt thì nó cũng không có. Nó không có trong bất cứ một cái từ điển nào ở trên thế giới. Thì trong bài này thì chúng tôi cũng có. Hay là chúng ta có thể mở lại cái video mà tôi đưa ở cái phần đầu ở trên YouTube là đi tìm nguồn gốc Việt, thì chúng tôi cũng có lý giải cái yếu tố đấy. Nó là một cái sự nhầm lẫn về mặt thuật ngữ ở trong tiếng Anh là totemism. Đấy, và từ đấy thì nó dẫn đến những sai lầm của chúng ta cho đến tận ngày nay. Thế và nói tóm lại thì thờ tổ tiên nó là một cái truyền thống tốt đẹp, và chúng ta có thể khẳng định rằng là thờ tổ tiên nó là một cái tín ngưỡng gia đình, nó tín ngưỡng mang tính gia đình hay là tín ngưỡng của gia tộc, chứ nó không có liên quan đến tổ nghề hay là vật tổ, và thậm chí là cũng không liên quan đến quốc tổ hay là những cái loại tổ khác. Đấy, thế thì tổ tiên chỉ là dành cho ông bà tổ tiên của chúng ta thôi. Chúng ta có thể thờ ba đời hay là năm đời thì tùy vào quy mô của gia đình hay là dòng tộc. Đấy, nhưng mà chúng ta phải khẳng định rằng nó là tín ngưỡng của gia đình. Thế và chúng ta không nên chúng ta cần phải thông qua bộ lọc trí tuệ để tránh đi cái sự nhầm lẫn với các tín ngưỡng khác như là tôi đã đề cập. Thế và đây là cái đường link mà chúng ta có thể download cái bài mà tôi vừa nói ở trong cuốn sách kia. Thế và trên trang của giáo sư Lem Kali ấy, thì ông có đưa ra một cái thảo luận. Đấy, ngoài cái bài này thì còn có thêm một số bài khác để cho chúng ta có thể thảo luận thêm về cái yếu tố được gọi là nguồn gốc của người Việt hay là nguồn gốc Lạc Việt. Đấy, thế và một cái chương trình của tôi nói về đi tìm nguồn gốc Việt cách đây khoảng hơn một tháng, thì đấy là một cái chương trình đặt trước. Đấy, thế còn có một số bạn có nói rằng là gần đây thì có cái trào lưu là đi tìm nguồn gốc Việt, thì tôi nghĩ rằng là nó có lẽ là nó cũng có cái sự trùng hợp nào đấy. Hay bởi vì là Midnight Talk đấy có tổ chức hai buổi liên tiếp, trước buổi này và sau buổi này. Thế nên là nó có cái ấn tượng như vậy. Thế còn để tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc người Việt hay là tổ tiên người Việt thì chúng ta có thể là chụp lại cái link này, cái đường link này để chúng ta download cái công bố đấy của chúng tôi. Thế và thông qua cái bộ lọc trí tuệ thì chúng ta mới tìm được những cái thông tin cần thiết. Thế và bộ lọc trí tuệ là gì? Thì ở đây thì chúng ta có thể trả lời ngay là chúng ta cần phải tra từ điển, chúng ta phải tìm hiểu ở trên sách hay là tạp chí. Thế còn những cái video ở trên YouTube hay là những cái thông tin mà chúng ta gõ từ khóa trên Google, đấy, mà nếu như chúng ta không dùng Google Scholar hoặc là chúng ta không dùng Academia hoặc là chúng ta không dùng Google Book vân vân, thì thường là nó sẽ có nhiều những cái thông tin tạp. Đấy, và nếu như để có được những cái thông tin chính xác thì chúng ta cần phải tra từ điển. Thế và đây là cái ví dụ mà tôi lọc bằng cái bộ lọc trí tuệ này. Thì cái mà chúng ta gọi là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thì nó bắt nguồn từ văn hóa bản địa, văn hóa Đông Nam Á và rất nhiều nền văn hóa khác. Nhưng cái tên tổ đấy hay là tổ tiên đấy thì nó bắt nguồn từ cái chữ tiên tổ ở trong tiếng Hán. Thế và tiếng Hán Việt thì như chúng ta biết là có trên 60% là gốc Hán. Thế nên là tiên tổ hay tổ tiên thì nó đều là như nhau. Thế và có một cách gọi khác thì ở trong từ điển người ta cũng cho chúng ta thấy là gia tiên. Thế thì gia tiên hay là tiên tổ là như nhau. Thế nhưng mà nó rất khác với lại một cái từ mà chúng ta cũng biết là từ quy tiên. Ví dụ như là có người thân mất, chẳng hạn như là ông bà quy tiên. Thế thì đây là cái chữ tiên khác. Chữ tiên này là nếu mà chúng ta muốn học sâu về tiếng Hán
thì chúng ta sẽ hỏi thêm thầy thơ. Đấy, quy tiên. Đấy, thì đây là một cái quan niệm ở trong đạo giáo. Đấy, tức là về cái nơi tiên cảnh cùng với lại là ở một cái nơi theo quan niệm của đạo giáo. Thế nhưng mà nó lại rất khác với lại là Tây Phương Cực Lạc ở trong Phật giáo. Thế và Tây Phương Cực Lạc là gì? Thì là tôi lấy nguyên cái phần trích ở trong từ điển để tôi đọc vào đây để cho chúng ta biết rằng là cái Tây Phương Cực Lạc ở trong Phật giáo thì nó rất là khác với cái quan niệm ở trong đạo giáo. Nhưng trong rất nhiều đám tang ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta thấy có cả nhạc Tây, nhạc ta, rồi có cả múa thoát y, rồi lại có cả cái chữ quy tiên, thế rồi lại có cả cái ảnh về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì đây nó là cái sự trộn lẫn hoặc là cái sự nhầm lẫn. Đấy, chứ nó không hoàn toàn là thông qua một cái bộ lọc trí tuệ. Đấy, chính vì thế nên nếu như chúng ta có thấy những cái điểm khác biệt hay là những cái điểm xung đột như vậy, đấy, thì tôi nghĩ rằng nó chính là một cái sự nhầm lẫn hay là cái sự trộn lẫn ở trong cái thời điểm hiện nay, trong cái bối cảnh văn hóa hiện nay, chứ không phải là cái truyền thống của cha ông chúng ta như vậy. Thế và cái chữ tổ nghề mà lúc nãy tôi đề cập đến ấy, mà rất là tranh cãi khi mà Hoài Linh xây cái đền thờ trăm tỷ, cái nhà thờ trăm tỷ gọi là đền thờ thờ tổ nghề. Đấy, thế nhưng mà cũng không biết tổ nghề là ai. Đấy, báo chí rồi là rất là nhiều người tranh cãi. Đấy, thế thì cái chữ tổ nghề này là từ tiếng Việt ạ. Thế nhưng mà trong tiếng Hán nó là tiên sư. Đấy, và trong từ điển thì chúng ta có thể tra ra là học trò Khổng Tử thì gọi ông là Chí Thánh Tiên Sư. Đấy, thế thì tiên sư là tổ nghề. Đấy. Thế và khi mà đề cập đến cái nhà thờ trăm tỷ của Hoài Linh ấy, thì nghệ sĩ Thương Tín thì có nói rằng là đến đó thì giống như là Hoài Linh là tổ. Đấy. Thế thì Hoài Linh xây cái nhà thờ tổ nghề ấy, thì không có nghĩa rằng là Hoài Linh là tổ. Đấy, thì cái đấy là nó hơi phi lý, đúng không ạ? Đấy, cho dù là trong cái ảnh này thì chúng ta thấy rằng là Hoài Linh thì là mặc áo vàng đi ở giữa. Đấy, thì thực ra thì là nếu mà gọi là thì Hoài Linh là cụ tổ thì hơi trẻ quá, đúng không ạ? Đấy, nói vui như vậy. Đấy, thế và có người ở trên mạng, trên Facebook hay là ở đâu đấy thì là nói rằng là Hoài Linh là cụ ngâm chứ không phải cụ tổ. Đấy, thế ngâm thì không biết là ngâm thơ ở đây hay là ngâm thơ ở văn miếu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trẻ như thế này thì không thể gọi là cụ tổ được. Thế và trong cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày sân khấu Việt Nam thì cũng chỉ đề cập đến cái việc là chọn ngày 12 tháng 8 âm lịch làm ngày sân khấu Việt Nam, chứ cũng không đề cập đến ai là cụ tổ cả. Đấy. Thế thì cái việc là tổ nghề hay là những yếu tố đấy thì nó không có liên quan gì đến thờ tổ tiên của chúng ta cả. Thế và chúng ta có thể khẳng định rằng là thờ tổ tiên là cái tín ngưỡng của gia đình, dòng họ. Thế và thậm chí là cái tổ nghiệp hay là tổ nghề như là chúng ta đề cập đến ở đấy vẫn còn gây tranh cãi. Thế thì khi mà dịch bệnh xảy ra thì cái đền thờ trăm tỷ, cái nhà thờ trăm tỷ của Hoài Linh thì lại đề cập đến là tổ nghiệp tâm linh Việt. Đấy. Thế thì tổ nghiệp là gì? Tổ nghiệp là ai? Còn chưa tìm hiểu ra thì bây giờ lại thêm cả cái tổ nghiệp tâm linh Việt nữa thì nó lại càng phức tạp và càng khó hiểu. Đấy. Và tôi nghĩ rằng là cũng càng khó có thể trả lời. Thế thì đây chính là những cái mà thông qua cái bộ lọc trí tuệ thì chúng ta cần phải gạt bớt nó ra. Đấy, và cái gì phi lý thì chúng ta không nhất thiết là phải tìm hiểu quá sâu vào, bởi vì những cái đấy là nó là cái phi lý. Đấy, và thậm chí là ngay bản thân cái từ tâm linh thì tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái từ rất có vấn đề. Thế và trong một cái nghiên cứu của tôi năm ngoái ấy, thì chúng ta có thể gõ cái từ khóa là tâm linh và du lịch tâm linh từ góc nhìn thị trường tôn giáo. Đấy, thì tôi có lý giải về cái thuật ngữ này. Đấy, thế và để tìm hiểu tổ nghiệp hay là tổ nghề như là chúng ta đề cập đến cái nhà thờ tổ mà Hoài Linh xây đấy thì phải đi từ văn hóa Trung Hoa. Thế và có một vị thần gọi là thần Bạch Mi. Đấy, thì trong cái trang của tiến sĩ Chu Xuân Giao ở Viện Văn Hóa đấy, thì không biết là hôm nay thì anh Giao có tham gia hay không, thì lát nữa thì sẽ nhờ thầy thơ thì trong cái phần thảo luận thì sẽ đề cập thêm. Đấy, thì đây mới là cái vị thần mà được cho là quan trọng, là một vị tể tướng của Tề Hoàn Công. Đấy, thì người ta mới ở bên Trung Quốc thì người ta coi cái vị đấy là vị tổ. Đấy, là thần Bạch Mi. Thế còn những cái khác thì tôi nghĩ rằng là nó không có phù hợp. Thế và
Đến đây thì chúng ta có thể đi đến một vài cái lời tạm kết như sau. Thế thứ nhất là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thì được hình thành từ cái sự tôn kính, và trong tiếng Anh nó là veneration, đối với người đã khuất. Thế và tín ngưỡng này thì khác với tín ngưỡng vật linh. Thứ hai là dạng tín ngưỡng này thì được ghi nhận ở nhiều nền văn hóa, cả phương Đông cũng như là phương Tây, và cả thời xa xưa và cả trong giai đoạn hiện nay. Thứ ba là ở Việt Nam thì tín ngưỡng này mang cái dấu ấn của Đông Nam Á, nhưng nó có cái sự ảnh hưởng rất mạnh từ văn hóa Trung Hoa và xa hơn một chút là văn hóa Ấn Độ. Thứ tư là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam vừa có cái sự tiếp nối truyền thống nhưng vừa có những sự pha trộn. Chính cái sự pha trộn hay là lẫn lộn hay là nhầm lẫn ở đây nó đã khiến cho chúng ta đặt ra rất là nhiều những cái nghi vấn, đúng không ạ? Đấy, thì đấy chính là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải cẩn thận, và chúng ta cần phải có cái bộ lọc trí tuệ để chúng ta tách bạch các yếu tố đấy ra. Thứ năm là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là dạng tín ngưỡng gia đình hay là tín ngưỡng dòng họ. Thế và để trả lời cái câu hỏi của một bạn là tại sao mà chúng ta thờ chỉ tối đa đến 5 đời, là bởi vì là trong luật Hồng Đức thời vua Lê Thánh Tông thì có cái quy định là con cháu phải thờ cúng tổ tiên 5 đời. Thế và cái này thì là luật Hồng Đức thì cũng dựa trên cái bộ luật của đời Tống, thì họ cũng quy định là phải thờ cúng đến 5 đời, chứ họ cũng không yêu cầu nhiều hơn. Đấy. Thế thì tất nhiên là cũng có những cái gia đình, nhất là những cái gia đình mà ngụ cư lâu đời ở một nơi nào đấy, thì có những cái ban thờ là chúng ta có thể thấy rằng là nhiều, thờ nhiều hơn 5 đời, chứ không phải là chỉ có 5 đời. Thế và vì vậy, thờ cúng tổ tiên là chỉ để dành cho tổ tiên của trong gia đình của chúng ta thôi, trong gia đình, trong dòng họ. Thế và vì vậy mà tất cả những cái vị mà người ta gọi là quốc tổ hay là quốc mẫu hay là có quốc dỗ là việc của quốc gia, đúng không ạ? Chứ không phải việc của gia đình chúng ta. Đấy, và các cái sản phẩm đấy thì nó chính là những cái yếu tố mà chúng tôi gọi là sáng tạo truyền thống, hay là trong tiếng Anh nó là invented tradition, thì là nó là một lý thuyết khá là mới ở trong thế kỷ 21 của Eric Hobsbawm để mà lý giải các yếu tố mà nó được hình thành ở trong đời sống hiện đại hay là trong bối cảnh hiện nay. Thế và những yếu tố đấy thì nó cũng mới ra đời rất là gần đây thôi. Thế thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Thế và đương nhiên là nhà nước cũng không có cái quy định nào là người dân phải thờ quốc tổ hay là quốc mẫu cả. Thì những yếu tố này thì tôi cũng đã có lý giải ở trong cái bài sáng tạo truyền thống qua biểu tượng mẫu liễu trong văn hóa Việt Nam. Thì chúng ta gõ cái từ khóa đấy nó cũng có thể ra, hoặc là trong chương 6, chương 7 trong cái cuốn sách tập 4 của tôi là cuốn các vị tổ, thì chúng ta cũng có thể tìm thấy. Thế và cuối cùng thì nhân dịp là xuân Nhâm Dần năm 2022 thì chúng tôi mong muốn là tất cả các quý vị, các bạn tham gia một mùa xuân mới an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn.